Thưa quý vị, theo bản tin độc quyền mới nhất của Bon Sao, chuyện gì đang xảy ra ở Thất Nhiều người ủng hộ ngồi phía sau khán đài trong buổi rally của Tổng thống cử Roy Trump trên sân khấu đã đến phòng cấp cứu sau cuộc meeting với tình trạng mắt mờ và đau mắt. Tôi đã nói chuyện với một số người vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có tới 20 người đã bị ảnh hưởng bởi điều này. Quý vị, nguồn tin nói chủ tịch hội đồng giám sát Thersan đã phải xin lỗi ngay lập tức vì đã đăng lại một thông điệp xúc phạm gây nguy hiểm đến tính mạng của tổng thống cử Donald Trump. Angelita đã phải ngừng đóng vai nạn nhân sau khi đăng một tấm biển ghi là no More My Maga chỉ vài ngày trước một nỗ lực ám sát thứ hai nhắm vào tổng thống cử Donald Trump. She says the damage impacting her cornea leaving her sensitive to light. In fact, she wore these glasses during our interview. But she says she will recover. Today was the very first day that I could actually see straight with both eyes. But she's hoping to shine a bright light to look into what happened. Of course, I would like to, but it will be nearly impossible, I think, at this point, so many days after the event. Initially thinking it was allergies, she says, when she couldn't open her eyes, she knew it was something else. And she quickly learned she wasn't alone. Are you okay? Because other people were with you at the rally. Went to the hospital. Her eyes not deceiving her when she learned at least five other people in that same section also dealing with eye emergencies. Friday, I thought I was gonna be blind. A doctor telling her she wasn't blinded by the light. It was not. con số báo chí công khai đến 20 người ủng hộ tổng thống Donald Trump ngồi ngay trên sân khấu ở phía sau tổng thống Donald Trump đã phải được đưa đến phòng cấp cứu khẩn cấp với tình trạng mắt mờ và bỏng mắt sau cuộc rally của tổng thống ở Tucson Arizona His stage at his Tucson rally last week told the News 4 Tucson investigators they left with mysterious injuries to their eyes. News 4 Tucson's chief investigator reporter, Corse Nylander, is live outside the Tucson Music Hall downtown. course. what are we learning about their situation? Yeah, well, Monica, this is where thousands of people came out to hear former President Donald Trump speak last week. There was a group of 48 people allowed to sit on stage behind Trump throughout the event. They were split. những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump Latinos là những người nằm trong số bị ảnh hưởng và nặng nề nhất. Các nhà điều tra của News 4 Thực đã nói chuyện riêng với 6 người ngồi trên sân khấu phía sau cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc meeting của ông tại Thực vào tuần trước. Ba người trong số họ đồng ý trả lời phỏng vấn trên máy quay. Ba người đã chia sẻ và nói rằng tất cả những người chúng tôi nói chuyện đều bị kích ứng mắt và tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp một trong số họ đó là Myra Rodriguez, người đã trở thành một nhân vật nổi bật trong Đảng Cộng Hòa sau khi trở thành người tố giác của Planned Parenthood. Rodriguez từng là giám đốc Planned Parenthood nhưng đã có sự chuyển đổi đáng chú ý thành một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền được sống và ủng hộ cho Donald Trump. Rodriguez cho biết sự hiện diện của cô sau khi Trump tại cuộc meeting ở thực sân của ông thật là chớ trêu vì cô đã ngồi ngay sau lưng ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton trong một sự kiện vào năm 2016 trước đó. Cô nói với trưởng nhóm phóng viên điều tra của News for Thurston, Soros Nylander, nói rằng cô rất thích cuộc meeting nhưng bắt đầu gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về mắt sau khi rời đi khỏi cuộc meeting. Ngay khi chúng tôi rời đi và bước ra ngoài mắt tôi đã cay xè, cô nói như vậy. Lúc đầu cô ấy chỉ nghĩ là do dị ứng mà thôi. Cô ấy sống gần Phoenix, cách thức khoảng 90 phút lái xe khi về đến nhà cô ấy nói rằng cô ấy quyết định phải đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Nhân viên phòng cấp cứu từ y tá phân loại cho đến PR trợ lý bác sĩ đã hỏi cô, "Có chắc là mình không bị phun thứ gì đó vào mắt hay không? Các triệu chứng của cô trông giống như là cô bị phun thứ gì đó vậy." Cô nói như thế. Các điều tra viên của N40 đã nói chuyện với cô vào sáng ngày thứ 6 sau sự kiện, cô ấy gần như là bị mù. Tôi không thể nhìn thấy gì khi cố mở mắt ra. Tôi thấy một luồng sáng chói, đau rất đau khi mở mắt. Tôi có một miếng vải lạnh mà tôi liên tục đắp vào rồi lại tháo ra. Thật là kinh khủng cô giải thích như vậy. Cô cho biết các bác sĩ không thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra chấn thương của cô. Thì lực của cô đã bắt đầu cải thiện kể từ ngày thứ ba nên tình trạng mù là của cô không có vẻ là vĩnh viễn những suy nghĩ ban đầu của cô về việc đó là do dị ứng dường như đã tan biến khi cô bắt đầu nghe một số người khác ngồi gần cô ở tại sự kiện trong buổi vận động tranh cử của tổng thống donald trump báo cáo rằng họ cũng bị thương ở mắt tương tự như cô như vậy các nhà điều tra của n40 đã nói chuyện với một người anh trai và một người chị gái ngồi gần mara họ không muốn nêu tên tình trạng ngày càng tệ hơn mắt tôi chảy nước mắt rất nhiều mũi tôi bắt đầu chảy nước sau đó tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình đỏ bừng và cổ tôi như là bị cháy và tình trạng cứ tiếp diễn như vậy người này cho biết anh trai của cô nói với chúng tôi mọi thứ chỉ tập trung vào mắt mắt tôi đỏ như địa ngục bạn biết đó thật không thể chịu đựng được tôi không thể chịu được những người ủng hộ khác không đồng ý trả lời phỏng vấn trên máy quay để kể với chúng tôi về những chấn thương rất giống như vậy một người phụ nữ là một nhà môi giới bất động sản địa phương cho biết bà đã phải hủy tất cả các buổi xem nhà vào cuối tuần vì bà không thể nhìn rõ được. Rodriguez cho biết bà đã báo cáo trải nghiệm của mình với chiến dịch tranh cử của Tổng thống ứng cử Donald Trump và được thông báo rằng họ đang điều tra. Vào ngày thứ Ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024, sau nhiều lần yêu cầu từ các nhà điều tra N40, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã gửi cho chúng tôi tuyên bố như sau chiến dịch tranh cử của Trump đã thu thập thông tin, chúng tôi vẫn cam kết với vô số người yêu nước tham dự các buổi vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đầy năng lượng và có tác động lớn trên khắp cả nước. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho chúng tôi biết rằng họ không biết về tình hình này, nhưng cho biết không có mối đe dọa nào được biết đến đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Các nhà điều tra News for Turkson đã thể hiện điều đó qua đoạn video phóng sự mà họ đã thực hiện cho chúng ta thấy. Tonight with a medical mystery following a Trump rally in Tucson last week, nearly a dozen people now say that they suffered eye emergencies after standing on the stage with the former president. Người đặt câu hỏi rằng đây có phải là vụ tấn công tiếp theo ngoài sử dụng súng bây giờ họ tiếp tục sử dụng hóa chất để nhắm vào tổng thống ứng cử Donald Trump hay không? Bởi lẽ nhiều người trong buổi tham dự vận động tranh cử của tổng thống donald trump ở tại Tucson, arizona đã được bác sĩ chẩn đoán là bị phỏng mắt về ảnh hưởng bởi hóa chất có một đặc điểm chung là tất cả những triệu chứng của họ đều giống nhau và vị trí của họ đều ngồi ở ngay phía sau lưng của tổng thống cử donald trump ở trên sân khấu A site to see. It was his first rally after the debate. Maya Rodriguez face to face with former President Donald Trump at a Tucson rally last week. She comes out. We were all pumped up. A perfect view. It was all the Latinos on that side of stage. Quickly becoming blurry. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, truyền thông cánh tả phải ngừng kích động bạo lực chống lại Trump. Thượng nghị sĩ Grand Paul đã nói với Newsmart vào ngày thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024 vì thượng nghị sĩ nói rằng các phương tiện truyền thông cánh tả như msnbc và cnn phải ngừng kích động bạo lực chính trị bằng cách gọi cựu tổng thống donald trump là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ và ngày chủ nhật mật vụ đã ngăn chặn một nỗ lực ám sát trump lần thứ hai trong vòng hai tháng khi cựu tổng thống đang chơi golf ở west palm beach ở florida vấn đề là phe cánh tả đã trở nên quá tự cho mình là đúng về điều này đến nỗi họ đã biện minh trong tâm trí rằng ông ấy bằng cách nào đó rất độc ác. Paul nói với Brock Smith tonight, mặc dù nó bình thường họ không bạo lực và bình thường họ yêu thương tất cả mọi người và họ có biểu tượng cảm xúc trái tim bên cạnh tên của họ trên tài khoản X của họ. Nhưng lần này đó là một ngoại lệ vì Donald Trump là một mối đe dọa hiện hữu. Họ nói như thế. Vì vậy họ đang lặp lại chính xác những gì chiến dịch của Harris và Biden nói họ đang lập lại cnn và msnbc nếu họ muốn trở thành những người có trách nhiệm và không muốn có người chết những kênh truyền thông cánh tả này cần phải ngừng kích động những người điên rồ bạo lực ở đất nước chúng ta đã đến lúc chấm dứt tình trạng này và chúng ta cần phải lên án họ vì sau đó họ ngay lập tức đổ lỗi cho nạn nhân về vấn đề này họ đổ lỗi cho donald trump về những nỗ lực ám sát về chính ông ấy muốn lấy đi sinh mạng của ông ấy Họ đang khuyến khích những người tức giận và không ổn định về mặt cảm xúc thực hiện hành vi bỏ lực và họ cần phải dừng lại điều này. Paul không xa lạ gì với bỏ lực chính trị. Anh đã bị một người hàng xóm tấn công khi đang cắt cỏ tại ngôi nhà của anh ở Pauling Green, Kentucky vào năm 2017, khiến cho Paul gãy nhiều xương sườn. Sau đó, Paul đã trải qua các cuộc phẫu thuật phổi và thoát vị mà anh ấy cho là có liên quan đến vụ tấn công. Vào ngày thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2014, sau một ngày vụ ám sát Tổng thống Donald Trump, Hillary Clinton cũng đã không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa khi nói với MSNBC. Bà nói rằng, tôi không hiểu tại sao báo chí lại khó có thể đưa ra một câu chuyện nhất quán về mức độ nguy hiểm của Trump. Phe cánh tả đang tiếp tục kích động kiểu hành vi này giữa các kênh truyền hình CNN, MSNBC và những kênh khác cũng như các chính trị gia như là hillary clinton paul nói rằng họ không lên tiếng bất đồng quan điểm về chính sách họ không tranh luận về chính sách họ mô tả donald trump là nguy hiểm họ mô tả donald trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ đe dọa quyền bỏ phiếu của bạn ý tưởng rằng một số người thuộc một số nhóm phân loại hoặc thậm chí là dân tộc nhất định sẽ không được phép bỏ phiếu dưới thời donald trump đó là hoàn toàn là sự dối trá không có điều nào trong số đó là đúng, nhưng nó đang kích động mọi người thực giận, nó đang kích động mọi người cảm thấy rằng thực sự không có hy vọng nào thông qua các cuộc bầu cử. Chúng ta phải làm gì đó để bảo vệ các cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ phải cam kết với bạo lực và tôi đổ lỗi cho phe cánh tả. Vì phe cánh tả làm gì? Họ ngay lập tức đổ lỗi cho Donald Trump vì những người đang cố ám sát ông ấy. Họ nói đó là lỗi của ông ấy. Ồ không, đó là lỗi của phe cánh tả. Và họ đã làm điều này trong một thời gian quá dài. Họ cần phải dừng lại trước khi điều đó xảy ra mà không thể đảo ngược được nữa. Những người theo chủ nghĩa cánh tả đã cho phép giới tinh hoa trong đảng của họ thực hiện một cuộc đảo chính chống lại Joe Biden, vô hiệu hóa hơn 14 triệu phiếu bầu của công dân Hoa Kỳ như được bảo đảm bởi điều khoản bảo đảm của Hiến pháp và sau đó cho phép một ứng cử viên không có người Mỹ nào bỏ phiếu đặt lên làm ứng cử viên tổng thống cho đảng của họ. Và rồi họ đang ngồi đó và đổ lỗi và đổ thừa tất cả mọi sự để đổ lên đầu tổng thống cử Donald Trump dù rằng cả âm mưu ám sát và chính ông ấy. Đó là sự dối trá hoàn toàn. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng